đại lực thinh văn giác, đại lực nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Đã cảm ơn cô Hoa Nguyệt cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Dạ, bài học hôm nay thảo luận câu hỏi trong giáo trình tương ưng bộ Samyut đã đi ca giả chung quanh một sắc mắt. Chung quanh một số thắc mắc sau vài bài kinh trong Phẩm Phạm Thiên, có một số học viên gửi về những câu thắc mắc nhận thấy cần thiết để dành trọn một buổi học thảo luận những câu này, nên hôm nay là ngày giải đáp những câu hỏi, và chúng con thành kính dạ con xin sám hối, dạ con xin thỉnh pháp sư trước hay không ạ? Dạ, người tài tri cho con một tín hiệu, con bị hơi bất ngờ nên con rất là lúng túng ạ. Dạ không, dạ vậy con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài hòa thượng giác đẳng từ bi điều hợp chương trình học ngày thảo luận ngày hôm nay, kính nhân mật đến ngài. Cảm ơn cô Như Pháp. Xin trân trọng thượng tọa Minh Hạnh, Nam Mô Bích Thai Giá, để hòa thượng thời sư đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý phật tử. Thưa quý vị, chúng tôi muốn mở đầu buổi học ngày hôm nay với một lời xin lỗi, đó là trong thời gian vừa qua chúng tôi bận nhiều công việc ở chùa, nên khi mà đi vào cái phẩm kinh gọi là Phẩm Phạm Thiên của giáo trình tương bộ thì chúng tôi lại không có thì giờ để trả lời tất cả những câu hỏi của quý phật tử gửi về qua email và qua text message, nhưng mà chúng tôi có lưu lại. Đồng thời, thứ gì lẽ ra thì những câu hỏi này đó nên được bàn trước khi chúng ta vào trong cái phẩm mang tên là Phẩm Phạm Thiên để quý phật tử dễ hiểu hơn. Tuy nhiên, dầu kể mà không có, do vậy khi Phật Đảng, đại lễ Phật Đảng ở chùa vừa qua thì chúng tôi lại nghĩ đến là có một ngày để cung thỉnh chư tôn đức chúng ta đi vào trong cái những câu hỏi này. Ngày hôm qua thì chúng ta lại nằm ở trong môn khác, và hôm nay chúng ta trở lại môn tứ ứng bộ, và vì vậy mới đưa lên một số các câu hỏi. Và đặc biệt là hôm nay là ngày giảng của Thượng tọa Tuệ Quyền, đáng lẽ thì chính Thượng tọa bắt đầu cho cái những câu thảo luận hôm nay, rồi sau khi Thượng tọa giảng sư giảng xong các câu hỏi nào, một số các câu hỏi thì phần còn lại của chư tăng. Tuy nhiên có trường hợp đặc biệt là Hòa thượng Tuệ Siêu thì ngài có công việc Phật sự phải đi sớm vào ngày mai, do vậy hôm nay có nhờ đại đức Tuệ Tri để chuyển lời đến Thượng tọa Tuệ Quyền là chúng ta sẽ thỉnh Hòa thượng Tuệ Siêu mở đầu trước với một số câu thảo luận. Rồi sau khi những câu thảo luận mà Hòa Thượng trả lời xong thì để thỉnh Hòa Thượng đi nghỉ. Chúng ta sẽ tiếp tục với những câu thảo luận còn lại với Thượng tọa Tuệ Quyền, và sau đó là phần thảo luận của các vị giảng sư. Trước nhất thì xin được hỏi là không biết Hòa Thượng Tuệ Siêu có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu Hòa Thượng Tuệ Siêu đang có mặt ở trước máy thì xin kính cung thỉnh Hòa Thượng mở đầu cho cái buổi sinh hoạt đặc biệt hôm nay của môn tương ưng bộ, và với câu hỏi đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi Hòa thượng Tuệ Siêu có mặt ở trước máy và có nghe được không? Dạ. Dạ, bạch Hòa thượng Tuệ Siêu, Hòa thượng có hỷ trả lời cho câu thảo luận thứ nhất là quý phật tử thắc mắc là thế nào sự khác biệt giữa chư thiên và phạm thiên, và phải chăng ở trong kinh có một số nơi cái chữ devata chúng ta dùng chỉ cho devata, chúng ta chỉ cho devata chỉ cho chư thiên và phạm thiên luôn, có phải như vậy không? Xin kính cung thỉnh hòa thượng.
Nó một cái thời chứ. Cái công đức kính thưa quý vị, khi nói đến cõi vui và cõi khổ, hay là ba nẻo sáu đường, ba nẻo là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, sáu đường là chỉ cho bốn cõi khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi nhân loại và cõi trời. Thì ở đây trong trường hợp này, sanh đi qua cá ở đây đó, xài chữ đi quá, sanh đi qua cá, tức là gồm tất cả chư thiên và phạm thiên. Nhưng mà khi nói riêng đó, thì đi qua lô cá và râm cá, cái cõi phạm thiên khác và cõi chư thiên khác, thì hai cõi này gom chung gọi là sa đê qua cá. Như vậy thì khi mà xài chữ đi quá là có lúc nó bao gồm luôn cả Devata và Brahma, là tri thiên và phạm thiên. Sở dĩ mà chúng tôi xài cái chữ tiên thiên đó xài, có đôi khi bị nhầm. Chúng ta nói phạm thiên rồi chư thiên, để riết chúng ta thói quen chúng ta xài cái chữ chân như là một cái danh từ. Sự thật thì cái chữ chư khác những đó là những cái mạo từ để chỉ số nhiều. Nhưng mà chúng ta xài chư thiên, phạm thiên, lẽ ra ta nói là chư thiên tiên, chư phạm thiên. Giống như chúng ta nói rằng chư tăng, chư tỳ kheo, chư tỳ không đi, chư chư đó là nhiều. Cho nên chúng ta không có xài được cái chữ chư thiên như là có danh từ riêng để chỉ cho chữ Devata. Chữ Devata không phải là số nhiều, nó là số ít. Bởi vì chữ đi quá là danh từ nam tính. Nhưng mà khi ghép với cái tiếp vị ngữ ta đó là danh từ nữ tính Devata. Mặc dù danh từ nữ tính nhưng mà chữ Devata cũng vẫn chỉ cho các thiên nam, các thiên nữ như thường. Chữ đi qua ta giống như chữ đi quá gì đó, nó xài chung với nhau, chứ không phải đi qua ta là số nhiều mà chúng ta xài chư thiên đâu. Bây giờ chúng ta lại nói đến cái sự khác biệt giữa phạm thiên và tiên thiên. Chúng tôi gọi là tiên thiên là bởi vì cái chữ đê quá
Phần cái căn của động từ gọi là đi phát, đi phát, đi phát, mà có động từ gọi đi phát tiết có nghĩa là vui chơi, vui chơi, nương đùa. Các cái vị thiên, các vị thiên tiên, cái đời sống của các vị đó sung sướng, người ta gọi là sướng như tiên. Mà chữ tiên ở đây là chúng ta xài, chúng tôi xài trong ý nghĩa gọi là sung sướng, là vui chơi, chứ không xài chữ tiên giống như là bên đạo, đạo ảo ở bên Trung Hoa. Chúng tôi không xài cái chữ đó. Thì như vậy nhé, chúng ta có hai từ gọi là thiên tiên, phẩm thiên. Thì như vậy nó được. Chứ còn nếu mà chúng ta nói các vị chư thiên thì nó dư chữ. Bởi vì đã các rồi sao còn chư nữa. Các chư thiên nghe nó kỳ quá. Cho nên ở đây đó, chúng ta xài cái chữ này là thiên thiên. Và khi mà giải thích thiên tiên với phạm thiên khác nhau như thế nào, ở đây thưa quý vị, nếu nói về cõi thì cõi thiên tiên là còn nằm ở trong Kamasakya, tức là cái cõi trời dục giới, từ cái cõi tứ thiên vương cho đến cõi thao quá tự tại là sáu cõi trời dục giới. Sáu cõi đó là sáu cõi của các vị thiên tiên, đều quá hay đều quá ta. Còn những cõi thiền như là ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi tâm thiền, bảy cõi thứ thiền, sắc giới, cõi không vô vi xứ, cõi thức vô vi xứ, cõi phu sở xứ, cõi phi tưởng phi tưởng xứ, hai mươi cõi đó chúng ta gọi là 20 cõi phẩm thiên, Brahmaloka. Còn nếu nói về cái nghiệp cái sao thì khác nhau. Thiên tiên tức là chư thiên dục giới, thì do làm những cái nghiệp lành như là bố thí, trì giới, tu thí, cung kính, phục vụ, tính pháp, thuyết pháp, hỏi phước, tiện phước và có tính kiến, hoặc là họ có đức tin, họ có bố thí, có giữ giới, họ có tính pháp, có trí tuệ, cho nên sanh về khỏi khỏi chư thiên, khỏi thiên dục giới. Tức là nói chung, khi mà chúng sanh nào tạo thiện nghiệp bằng cái tâm thiện dục giới mà vừa phải thì sanh về khỏi nhân loại. Mà nếu như làm điều thiện bằng cái tâm đại thiện hay là tâm thiện dục giới mà quá xuất sắc thì được sanh về cõi thiên dục giới, từ thiên vương
đau lợi, dạ ma đau sức, quá lạc thiên thao quá tự tại. Còn đối với các vị vọng thiên đó, thì tạo nghiệp gì? Tức là do tu tập các cái đề mục thiền, thiền chỉ, rồi vì nó chứng đắc được thiện giới, thiện vô sắc giới, và cái nghiệp thiện này nó sẽ tạo ra cái tâm quả sắc giới, tâm quả vô sắc giới. Tâm quả đó là thức tục sinh cho các vị phẩm thiên. Nếu như năm quả sắc giới, năm tâm quả sắc giới thì nó làm thức tục sinh cho phạm thiên cõi sắc giới. Còn bốn quả vô sắc thì nó tạo địa tục sinh cho phạm thiên cõi vô sắc. Trong khi đó thì chư thiên và nhân loại cõi dục giới, cõi vô dục giới thì tạo thiện nghiệp bằng cái tâm thiện dục giới, kama vachara kusala citta, rồi tục sinh bằng một trong chín trong là tâm quan sát quả thiện thọ xả và tám tâm đại quả. Như vậy chúng ta thấy giữa chư thiên phạm thiên đó là cái tâm cái cõi sanh khác nhau, cái tâm tục sinh cũng khác nhau do cái nghiệp khác nhau, rồi tuổi thọ cũng khác nhau. Thì như vậy chúng ta cần phải hiểu sự khác biệt giữa phạm thiên và thiên tiên. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi số 1 như vậy. Xin thỉnh hòa thượng trở lại. Sa thú kính trình hòa thượng tư sư. Câu này của một Phật tử, không biết đọc nick có đúng không, là An Tim, câu hỏi là sao không thấy chư thiên cõi vô sắc xuất hiện ở loài người, và chư thiên cõi vô sắc nằm yên một chỗ hay là có đi đó đi đây không? Thì xin tỉnh hòa thượng tôi sư quan nghị cho cô đi. Nghi ngô, chúng tôi xin lỗi quý vị, phải nói là nghi ngô. Chúng ta cần phải hiểu rằng phạm thiên vô sắc đã gọi vô sắc, tức là không có sắc tướng, không có hình thể, chỉ có tâm thức thôi. Gọi là đi đêm gió đó là phải có cái thân tướng mới đi được, chứ còn vô sắc thì làm sao đi được. Cho nên chúng ta khỏi cần phải hỏi câu đó. Rồi lại nữa là phạm thiên có vô sắc có bao giờ xuất hiện giữa loài người không? Câu hỏi này chúng tôi nghĩ rằng khổ trả lời thì quý vị cũng hiểu, mà phải trả lời, chứ không thì quý vị nói tại sao mà chư Tăng không có trả lời. Chúng tôi thưa rằng là đã gọi là phạm thiên vô sắc, khi mà xuống con người làm sao chúng ta thấy? Làm sao chúng ta thấy? Bởi vì đó chỉ là một dòng tâm thức thôi, dòng tâm thức trôi chảy.
chứ đâu có sắc pháp đâu mà thấy. Các phạm thiên sắc giới, như cái phẩm tương ưng phạm thiên là phạm thiên sắc giới, hay chư thiên dầu cho các vị trời dục giới hay các vị phẩm thiên sắc giới, dầu cho sắc tế đi nữa thì cũng vẫn có sắc pháp. Tại phạm thiên sắc giới đó, những số của người để diện kiến Đức Phật, để với mắt được diện kiến nhìn thấy Đức Thế Tôn, với tai bị đó nghe được pháp của Đức Thế Tôn, và vị đó nói lên những cái bài kệ liên hệ đến pháp với Đức Thế Tôn. Còn phạm thiên vô sắc thì không có mắt, không có tai, như vậy xuống làm cái gì? Xuống đây để làm gì? Không nghe Đức Phật thuyết pháp được, mà cũng thấy Đức Phật được. Thì như vậy không bao giờ phạm thiên vô sắc có mặt ở đây. Thế cho nên trong tám điều Akhana Asmaya, tức là phi thời, phi diệt, phạm hạnh trú, trong đó có nói rằng khi thế gian có Như Lai Bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác xuất hiện, bậc ngài đang thuyết pháp cho chúng sinh nghe, và lúc đó người nào mà sanh về cái cõi phạm thiên vô sắc xem như là một cơ hội để sống theo giáo pháp của Đức Phật. Bởi vì không thấy được Đức Phật và không nghe được giáo pháp của Đức Phật và không tu tập được cái giáo pháp của Đức Phật, cho nên chúng ta cần phải hiểu điều này. Hai câu này câu nào cũng dễ cả. Các Phật tử chúng ta nghe pháp nhiều mà chúng ta thắc mắc những cái câu hỏi giống như là chúng ta chưa từng nghe kinh pháp gì đó. Xin thỉnh Hòa Thượng trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính truyền Hòa Thượng Tây Siêu. Lý do mà người ta gửi text message và gửi email đến từ họ sợ hỏi bị Hòa Thượng rầy tình thành ra các vị không hỏi trực tiếp. Nhưng mà Hòa Thượng là xin hỏi là hôm trước chúng ta có học về những phạm thiên bích chi ấy, thì đúng có nói là những vị này sống đi một mình, sống một mình không sống với hội chúng. Thì có một Phật tử hỏi là những phạm thiên cô đơn này đó có phải là thiếu phước hơn phạm thiên khác hay không, hay là tại vì cái khuynh hướng cá nhân như vậy thôi, và xin mời tự quan hệ. Kính thưa quý vị, cái chữ cái thầy cá, chúng ta đừng có hiểu rằng là cô đơn. Chữ chi á, chỉ là cái chữ phiên âm của cái chữ bách chê, chữ bách chê cá, gọi là bách chi, là cái âm thôi. Mặc dù đó là cái chê cá,
Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái gì nó đơn lẻ thì cái đó được gọi là bách chê cá. Ở đây chúng ta cần phải hiểu trường hợp các cái vị độc giác, các vị độc giác gồm bách chê của Bồ Tát hay là Phật bách chê, không phải là những vị đó cô đơn, mà là những vị đó tự mình giác ngộ, tự mình giác ngộ. Chứ nếu mà nhầm cái thời kỳ, các vị đó vẫn sống trong một cái rừng độc giác, hay là trên núi Hy Bà Lạp Sơn có cả 500 vị độc giác hay là 1000 vị độc giác, chứ đâu phải là gọi là Pachyeka. Pachyeka Buddha là vị đó sống đơn độc một mình. Cũng vậy, được gọi là Pachyeka Brahma, là Phạm Thiên Bích Chi, không phải là Phạm Thiên cô đơn. Vị đó vẫn sống hội chúc, nhưng vì các vị đó, vì cái khuynh hướng của các vị tu tập thiền, mặc dù cổ đó có nhiều vị Phạm Thiên, nhưng mà mỗi một vị Phạm Thiên thì họ có cái phạm hạnh trú biệt lập, có phạm hạnh trú biệt lập, chứ không phải là Phạm Thiên cô đơn. Đối với các vị thiên tiên đó, các vị thiên tiên dục giới đó, thì chư thiên cô đơn đó là như thế này mới là thiếu phước hơn những vị trời khác. Như Đức Vua Vajrasi tạo phước một cách hời hợt, nghĩa là chỉ giao cái nhiệm vụ đó ra lệnh cho các quan qua giữ kho đó, mở cửa kho, bố thí chuẩn bậc để thôi. Vua không có nhớ biết, không có tự tay, cho nên sanh làm một vị trời cổ tứ thiên vương ở trong một tòa lâu đài rỗng không vắng ngắt, không có các vị chư thiên khác, không có chư thiên khác, không có chư thiên khác làm tùy tùng. Như vậy mới gọi là chư thiên cô đơn, là những vị trời thiếu phước. Một là không có, hai nữa là không có đầy đủ thiên lạc, thiên sắc, thiên thinh, thiên hương, thiên vị, thiên xúc. Cái đó mới gọi là chư thiên cô đơn. Còn như Phạm Thiên đó, thì vì cái khuynh hướng của các vị này, khuynh hướng của các vị này là do thiện chức, mà hồi cái thừa cận y duyên, hồi quá khứ, vị đó tu tập thiền thì vị đó vẫn quen sống được thân, cho nên sanh về cõi Phạm Thiên. Thì trong chú giải nói rằng các vị đó độc lai độc vãng, độc lai độc vãng. Thậm chí khi mà có hai hay ba vị Phạm Thiên và xuống đảnh lễ Đức Phật, thì các vị đó cũng mỗi mỗi ê kê cô là mỗi vị là đứng ở một gốc cột, cột chùa ấy, đi vào ở trong cái chùa
Chê Tông Quá Ná chẳng hạn, thì mỗi vị đứng gốc, đứng gốc cột giống như là Maharapala, tức là cái người giữ cửa gì đó, giống như người giữ cửa. Chứ không có một ngồi chung với nhau quần tụ giống như là các vị trời dục giới. Các vị Phạm Thiên này có cái điểm đặc biệt. Khi mà chúng ta đọc ở trong chú giải của Tương Ưng Phạm Thiên, ở trong Tương Bộ Kinh đó, thì chúng ta mới biết được cái hành trạng của các Phạm Thiên khi mà các vị đó xuống với cõi người. Tôi đọc bản bệnh như Sa Hàm Bát Tí chẳng hạn, đọc lai được vãng xuống thỉnh Đức Phật đi thuyết pháp vậy thôi. Còn nếu mà có đi hai vị như là trong cái phẩm này, chúng ta thấy có những cái có hai vị Phạm Thiên nhưng mà gọi là Pacheka Brahma, thì hai vị đó đi xuống mỗi người đứng tựa vào một cái gốc cột, một cây cột, cái cột chùa, tựa vào cái cột chùa và bạch với Đức Phật cái gì đó rồi đi, chứ không có ngự chung. Như vậy ở đây không có trường hợp không được gọi là Phạm Thiên cô đơn và thiếu phước hơn những Phạm Thiên khác. Không có vị Phạm Thiên nào mà quân tụ mà các vị đó phải độc lai độc vãng do nơi cái thường cận y của các vị. Nhất là những Phạm Thiên mà họ sanh lên cái cõi trời Phạm Thiên đó, cõi Phạm Thiên đó, mà các vị đó lại tu chứng thiền, lại tu chứng các cái tầng thiền trở lại, các vị đó càng độc lai độc vãng. Bởi vì do cái khuynh hướng ẩn cư thành nó quen rồi. Chỉ trừ ra những Phạm Thiên mà sanh lên cõi đó, các vị đó chỉ hưởng được, các vị đó chỉ là cái quả của tâm thiền dẫn mà tái sanh lên cõi đó, rồi các vị đó sống như là một cái hội chúng vậy thôi. Thì các vị đó mới không có cái giá. Chứ còn những vị, những chúng sinh mà đắc thiền với cõi người, sau khi mệnh chúng sinh về cõi Phạm Thiên rồi, vị đó tái chức thiền, gọi là tái chứng thiền, tức là chứng thiền trở lại, tiếp tục. Thì khi mà những vị đó đi đâu xuống như cõi người mà đảnh lễ Đức Phật, thì các vị cũng đập lai đập vãng đi một mình thôi. Cái đó là do nơi cái tánh hạnh của vị đó, chứ không phải là vị đó thiếu phước. Ở trên cõi Phạm Thiên thì không có đặt vấn đề phước lại, mà chỉ là cái năng lực thiền định thôi. Sao năng lực thiền định, chứ đâu phải là lúc nào mình cũng thấy sống một mình rồi mình nói thiếu phước. Ngay cả con người chúng ta, một vị tỳ kheo sống ở rừng, vị đó được hành một mình, đi kinh hành một mình, thiền định ở dưới gốc cây. Chúng ta đừng nghĩ rằng vị đó sống cô đơn về thiếu phước phải. Khi mà chúng ta sống ở nhà cư sĩ bên ngoài mà không vợ không chồng không con cái, chỉ một mình thu thủi đó, thì cái đó chúng ta mới gọi là cô đơn. Cái sự cô đơn này do chúng ta thiếu phước, cho nên không có quyến thuộc. Còn như cái sự tu tập của các vị đặc hành hay là các Phạm Thiên, họ
thích được lai được vãng thì trường hợp này gọi là pachika brahma, chứ không phải là vị phạm thiên cô đơn. Chúng ta chớ có hiểu như vậy. Xin được trả lời cái câu hỏi số 3 và thường giới đẳng của Nêu Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú, kính thưa Hòa Thượng Tuệ Sư, bạch Hòa Thượng không biết là Hòa Thượng có khỏe để trả lời thêm một câu nữa không? Hay là nếu Hòa Thượng muốn đi nghỉ thì xin thỉnh Sư Huynh đi nghỉ. Và một lần nữa xin được hỏi là không biết Hòa Thượng Tuệ Sư, Hòa Thượng và Sư Huynh có thể trả lời một câu nữa hay Sư Huynh muốn đi nghỉ? Sư được, bạch Hòa Thượng Tuệ Sư, có nhiều người thắc mắc là đọc ở trong kinh thì có vẻ như là phạm thiên chư thiên đó đôi khi cũng quan tâm đến những cái việc xảy ra ở trong nhân loại, nhưng mà tại sao có nhiều chuyện rất là quan trọng mà các vị không quan tâm mà lại quan tâm về cá nhân? Cái đó có phải là do một cái nhân duyên riêng biệt gì đó hay là do cái gì đó? Như trường hợp Phạm Thiên Sambhati thành Đức Phật chuyển Phật Luân, hay là trong phẩm Phạm Thiên này chúng ta thấy có nhiều bị Phạm Thiên đến bạch với Đức Phật về những vấn đề liên quan đến một vài vị tỳ kheo, hay là chúng ta đọc ở trong nhiều đoạn khác nữa, thì xin thỉnh nào những nào mà thì, Phạm Thiên hay chư thiên dục giới lại có một số quan tâm đặc biệt đến gì xảy ra ở cõi nhân loại. Kính thỉnh Hòa Thượng. Kính thưa quý thầy, kính chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, ở trong cuộc sống này mỗi một loài chúng sinh đều có cái việc làm, có một cái cách sinh hoạt, duy trì á, các vị phạm thiên hay là các vị trời dục giới những hại chúng sanh này, họ chỉ lưu tâm đến một số việc nào đó thôi. Khi nào và những việc có liên quan đến Phật pháp, liên quan đến bậc A-la-hán chánh đẳng giác, vì Đức Phật bậc A-la-hán chánh đẳng giác Ngài xuất hiện trong thế gian này giữa chư thiên phạm thiên nhân loại, Ngài là một người duy nhất xuất hiện vì lễ cho chư thiên và nhân loại. Do đó, những gì mà có liên quan đến Đức Phật, liên quan đến giáo pháp, liên quan đến tăng chúng, thì lúc đó các vị phạm thiên hay là các vị dục giới thiên, các vị mới quan tâm đến việc thịnh suy hưng vong, rồi xuống trình bày với Đức Phật. Còn ngoài ra thì các vị không có quan tâm
nhất là những việc mà chỉ do chúng sanh phàm phu với nhau, chẳng hạn như loài người mình. Thế giới này họ có chiến tranh, họ có đánh nhau, thì các vị phạm thiên, phạm thiên hay là chư thiên, các vị đâu có cần, không phải là cái phận sự quan trọng gì mà các vị phải đến để mà lo cái chuyện bao đồng đó. Các vị có một cái cảnh sống riêng. Trường hợp mà thế gian này có xuất hiện Đức Phật, Đức Phật còn đang hiện tiền, chư vị A-la-hán còn đang hiện tiền, giáo pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng còn đang hưng thịnh, thì phạm thiên chư thiên có cái trách nhiệm để hộ pháp các vị đó mới quan tâm. Còn những chuyện thông thường chúng ta ở dưới này, chúng ta muốn làm chi làm. Cái này để chúng tôi ký rá, ký rá là được tương truyền, được tương truyền thôi. Là ở Tích Lan đó, ngày trước còn có những thánh thân A-la-hán có những vị tỳ kheo có thần thông của Phật giáo ở Tích Lan. Ở Tích Lan đang gặp nạn, tức là cái bọn Tam Minh mà họ vào họ tấn công, họ phá hoại chùa chiền, phá hoại Phật pháp. Lúc đó một số vị thánh tăng đã lên cõi trời gặp đến Thích và yêu cầu Đế Thích ngày xuống thì giúp đỡ để hộ trì pháp. Thì lúc đó Đức Thế Tôn là viên đạch tiếp bàn, thưa quý vị, thì Đức Thế Tôn ngài mới trả lời với chư tăng, các vị tịnh tăng, mới nói được cái chuyện của loài người. Thì loài người phải tự giải quyết. Còn cái chuyện mà Phật pháp được tồn vong là tùy theo cái nhân duyên của Phật pháp thôi. Ở đây chư thiên chúng tôi không có phận sự phải làm cái việc đó. Lúc giờ chư tăng phải về và phải chịu. Cho nên Phật pháp Tích Lan tùy theo cái cách mà sinh hoạt thịnh suy hưng vong, mà tùy theo nhân duyên, chứ không phải là lúc nào chư thiên họ cũng giúp đỡ đâu, thưa quý vị. Không phải là cũng giúp đỡ. Chỉ có khi mà Đức Thế Tôn ngài ở, còn ở hiện tiền, còn tại thế, bởi vì các vị phạm thiên hay là các vị trời dục giới, các vị thường suốt đảnh lễ Đức Phật và nghe Đức Phật thuyết pháp. Mà nay có những người họ đến là quấy phá, làm tổn thương đến Đức Phật chẳng hạn, thì như vậy họ là đệ tử của Đức Phật mà họ làm ngơ thì họ không thể làm được, họ phải đi xuống để họ can thiệp. Để giữ sự bình yên cho tăng chúng, cho Đức Phật. Còn khi mà Đức Phật làm viên tịch với bàn với
bây giờ còn phàm phu phàm tăng sống lẫn lộn. Các vị thánh tăng thì các vị đó cũng có ý muốn để duy trì Phật pháp, nhưng mà cái nhân duyên của chúng sanh thì hội chúng chư thiên họ đã trả lời như vậy thì chư tăng phải trở về thôi. Thưa quý vị, các vị đó không có can thiệp. Cho nên ở đây đó, chúng ta đừng có nghĩ rằng là ở trần gian có nhiều cảnh đáng quan tâm thì các vị chư thiên hay là phạm thiên phải quan tâm, nhưng mà tại sao chỉ thấy thì lưu tâm một số vấn đề thôi, một số việc nào đó thôi? Thì chúng tôi xin thưa rằng là chỉ có những số việc nào mà liên quan đến Đức Phật, liên quan đến giáo pháp thì các vị đó có cái trách nhiệm. Còn khi Đức Thế Tôn mình đến bàn rồi thì giáo pháp còn truyền thừa để lại trong nhân gian, thì lúc đó tùy theo nhân duyên mà được hưng thịnh hay là suy, thì cái đó chư thiên hay phạm thiên họ cần quan tâm đấy. Ở thế giới loài người tự lo lấy. Còn nói chi là những người không là đệ tử của Đức Phật mà họ cũng nghe nói chư thiên linh, rồi họ cầu chư thiên, cầu phạm thiên, cái trường hợp đó họ càng vô ích nữa. Ngay cả đệ tử của Đức Phật kia kìa, mà nếu không phải là cái đối tượng đáng để cho chư thiên phạm thiên đến giúp được thì các vị cũng không giúp được, nói chi là những người bình thường, chứ không phải là chư thiên phạm thiên lúc nào cũng lo cái chuyện bao đồng của loài người. Khi chúng ta sống hỗn loạn, chúng ta tranh đấu với nhau, giành giật với nhau, bây giờ đụng chuyện nó dường như là tan tác, tan rã, lúc đó mình mới cầu chư thiên phạm thiên xuống nhận xếp. Họ nhận xếp sao được? Cho nên các Đức Đề Đế Thích và chư thiên Cổ Đau Lợi mới trả lời cho chư tăng, các thánh tăng ở Ích Lan nghe như vậy cũng phải. Chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận số 4 như thế. Nam mô của Thầy. Sa thú kính trưng và từ sư. Xin thỉnh sư huynh đi nghỉ. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục với Thượng tọa Tề Quyền. Hôm nay xin Thượng tọa Tề Quyền hoan hỷ là nghị giảng thượng tọa mà lại nêu lên một số các câu thảo luận nó không có liên hệ đến bài học nào hết. Nhưng mà thượng tọa Tề Quyền là bởi vì cũng tội nghiệp Phật tử quý vị thắc mắc mà không có dịp để hỏi. Không biết thượng tọa Tề Quyền có nghe được không? Nếu thượng tọa Tề Quyền đang ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số số 5. Thượng tọa Tề Quyền, có nhiều Phật tử Việt Nam họ đi Thái Lan, họ thấy thờ tượng chư thiên mà bốn mặt thì hỏi đó là Tứ Thiên Vương hay là Phạm Thiên. Và nếu mà thờ Tứ Thiên Vương thì tại sao thờ Tứ Vương, mà nếu thờ Phạm Thiên thì tại sao Phạm Thiên? Xin thỉnh thượng tọa Tề Quyền. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Giờ quý vị nghe rõ. Chúng tôi cần đề đến Đức Phật giáo pháp và chúng tâm thì là nước sư của Tự Siêu. Thượng giới đáng thượng tọa minh hạnh đại đức tổ tiên đức tử đức cùng chư tăng đại thành diện thành chào đón với tôi nữa cùng chư Phật tử. Nhưng quả thật thì nếu chúng ta nói đến một liên hệ tới Phạm Thiên thì hay là cái chỗ mà cái
cái tượng thờ ở ở như Thái Lan bốn mặt á, nó sẽ được dẫn dụ nhiều, dẫn giải nhiều cách. Điều thứ nhất á, cái người mà có tín ngưỡng mà chung chung thì người ta nói là Phật bốn mặt. Rồi có người thì ta nói là đó là Phạm Thiên, có người thì đó là Chi Thiên, Tứ Đại Thiên Vương, bốn nơi bốn mặt. Thì đối với cái người Thái thì ở đây cũng chính là chúng ta cũng nhớ một cái điều này. Tại sao người ta nói cái Phạm Thiên thì nó cũng có một cái duyên cớ, tức là thờ cái Bình Thiên đó cũng như là thủy tổ của loài người. Mà từ trong bậc kinh Khai Thế Nhân Bổn đi xuống với trần gian này, Đức Thần Thông ở lại, nếu theo kinh văn vậy đó. Còn trên cái tinh thần người ta thờ Thiên, thờ Thiên theo vấn đề mà biết trời biết đất, biết trên biết dưới, thì ở đây chính là thờ trời. Mà trời ở đây thì ví dụ bây giờ chúng ta cho rằng là Chư Thiên cũng được, mà cho rằng Tứ Đại Thiên Vương cũng được, cả luôn Phạm Thiên cũng được. Nhưng trên cái tinh thần bốn mặt đó thì nó tượng trưng ở bốn nơi bốn hướng, thì là Tứ Đại Thiên Vương hộ trì bốn châu thiên hạ. Thì trong có cái bài kinh đó mình cũng có một cái sự phụ thế. Thì bây giờ hỏi rằng người Thái, người Tử Thái họ thờ thần bốn mặt đó, thì họ xem như là một vị thần để gia trì cho cái đời sống của chính họ, và cũng như là cho cái việc cuộc đời của họ, hay là cái nguyện vọng của chính họ. Quả thật như vậy thì như chúng ta tiếp cái điều đó thì nó cũng không có sai trên kinh văn. Thì Đức Phật nói rằng ai mà tưởng nhớ tưởng niệm đến Chư Thiên thì Chư Thiên cũng thương tưởng họ. Cho nên chúng ta cứ nghĩ một cái tinh thần chung, và thà là họ thờ Chư Thiên như vậy còn hơn là thờ thần cứ mang tính, tức là một cục đá, một ông tà, ông thần nào đó, thì cái điều đó thì nó không hay bằng một cái thà là để thờ Chư Thiên. Thì cũng vậy, ở các chùa Nam Tông thì cũng thường thường bây giờ cũng có khuynh hướng, tức là có cái bàn thờ, thờ chính là thờ Chư Thiên. Thì ở đây là một cái tục thờ, một cái tinh thần đó, mà nghĩ rằng là ngoài ra cái chuyện thờ Phật mà ở bên cũng như bên đường hay hoặc là ở trước nhà họ đều có một cái bàn thờ Thiên. Và đặc biệt tức là cái bức tượng mà thờ bên Thái Lan đó, trên tinh thần của người Thái Lan và ngay cả người Việt Nam cũng vậy. Khi mà người ta làm ăn đó, thì người ta buôn bán gì, người ta rất là cầu nguyện đối với cái tượng Thiên Thần này. Thì bởi vì nó thành một cái tâm tư, một tín ngưỡng mà khi đó mà bị khủng bố và ta đặt bom ở chỗ đó, thì nó cũng viết nên nhiều cái điều mà đặc biệt, tức là lẽ ra thì sẽ đặt ngay tại chỗ đó nó sẽ hư, mà không hiểu sao, tức là nó dời cách xa đó khoảng chừng vài trăm mét, cho nên vì vậy nó cũng không ảnh hưởng đến cái bức tượng này. Thì nó nằm ở một góc đường, chúng tôi đã đi tới đó rồi. Cầu họ khẩn rất là nhiều. Thì đây là một cái tín ngưỡng, và cái đây là một sự thờ phượng. Thì chúng ta có thể đứng ở bất cứ một hình thái nào chúng ta cũng có thể nhìn được, nhưng xác định đó chính là một hình thờ của chúng ta gọi là thờ Thiên hoặc là thờ Tứ Đại Thiên Vương, thì nó đẹp hơn, nó hay hơn. Như là cái tín ngưỡng địa phương đó, với lời từ riêng và tính địa phương ở đây là người Thái đó, thì cũng dựa trên một kinh văn, cũng một cách căn bản, chứ không phải là thờ một cách, tức là nếu như mà ngẫu nhiên thì ở trong các chùa Thái cũng sẽ không có. Hay là một số người Thái đó thì họ cũng rất là tránh né về cái các bức tượng của Bà La Môn. Chúng ta nhớ chuyện này, chứ không phải thờ mà thờ nó ngẫu tư, mà Pháp Lữ nói như vậy, tín ngưỡng địa phương thì trong cái điều này là nó cả một cái không phải chỉ chỗ này có, mà chỗ này có, mà đa phần là Thái Lan là có, mà ngay cả Campuchia cũng vậy. Thì cái tinh thần nó là như vậy. Thì
chính vì chúng ta xác định như chúng tôi đã vừa nói rồi, thì ở đó là chúng ta thờ trời, thờ thiên, thì ai niệm tưởng, ai nhớ tới phụng bái chư thiên thì chư thiên người ta cũng hộ trì. Chúng ta làm các công đức phước hạnh, chúng ta hậu hướng chư thiên thì nó hay hơn là chúng ta cúng chư thiên. Thì nếu trên tinh thần kinh văn, hay là chúng ta bởi vì các vị chư thiên là các vị đó họ có cái phước cầu, họ cái phước họ làm được nhiều cái công đức và thế là họ sanh thiên, thì cái điều này là chắc chắn như vậy. Thì nếu chúng ta muốn gần phẩm thiên, chúng ta muốn gần chư thiên, chúng ta muốn được thiên, thì chúng ta làm các công đức lành thì chúng ta được sanh về cảnh giới thiên, ở cõi chư thiên. Chứ còn chúng ta tu thiền thì mới ở cõi phẩm thiên. Cho nên cái sự và niệm thiên hay là chính là coi như là họ phỏng bái thì cũng mang tính tức là niệm thiên, niệm tưởng đến chư thiên. Thì trong đó nếu như vậy thì nó rất là tốt ở trong thứ tiền niệm. Thì như vậy thì chúng ta thấy thà là như vậy còn hơn là để thờ nó là ông thần này bà thánh nọ, thì nó rất là nguy hiểm. Thì nó dễ rơi vào một cái mê tín, hay dễ rơi vào một cái vấn đề mà vãng sinh cầu khẩn một cách nó đồng nhất với Bà La Môn hay là các đạo giáo. Thì kính bạch hòa thượng, đây chính là cái sự hiểu biết của con cũng được hỏi, được biết như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh hòa thượng để bổ túc thêm để cho được chuẩn xác hơn. Dạ, Nam Mô Phật. Sa thú kính trình thưa tọa, thưa tọa khoan hỷ giải thích một điều là có một phụ tử ở đây hỏi rằng mình kính Phật thì mình thờ Phật, mà mình kính chư thiên thì mình thờ chư thiên, nhưng mà như vậy mình nên thờ chư thiên như thế nào, gọi là học cách trong tinh thần của người Phật tử. Kính thỉnh thiền tọa quan hệ trở lại. Chúng ta không thể so sánh chư thiên và Phật, nó rất là xa. Nếu như là một người bình thường không hiểu biết thì chúng ta không nói, nhưng nếu như là một người hiểu biết Phật pháp, thật ra chư thiên, hàng ngàn chư thiên phàm, ngay cả phạm thiên phàm luôn, không bằng một vị Phật thính văn giác. Quý vị nghe chúng tôi nói rõ là 1.000 vị phạm thiên, 1.000 vị phạm thiên phàm cũng không bằng một cái ân đức của một vị Phật thính văn giác, chứng vào Phật chứng đắc tứ thánh quả. Chứ đừng nói chi là tượng của chúng ta tạo qua, tức là tượng Phật của chúng ta, tức là tượng Bổn Sư, tức là tượng Phật Gautama của chúng ta, mà chúng ta cho rằng là chúng ta dĩ nhiên phải có cái sự thờ khác nhau. Tại sao như vậy? Bởi vì chúng ta nhớ trời người, trời Đức Phật là thầy cả của trời người, cho nên chúng ta không thể so sánh bằng được. Đây là một lý. Lý thứ hai nữa là chúng ta phải thờ các vị thiên, người ta thờ bên ngoài, còn Phật phải thờ một cái trang nghiêm nó cao hơn hết. Có một số người đặt cái những tượng vừa thờ Phật Đức Quán Thế Âm, là thờ Phật Tổ, rồi đặt ngang hàng hay là đặt ngay cả cao hơn thì người ta không hiểu. Hay hoặc là người ta sắp lên một cái bàn gia tiên của người ta, rồi bên đây là Phật, bên kia là như thế này thế nào, nhưng làm cái gì làm cái vị trí của Phật cũng phải cao hơn hết. Đó là chúng ta có một hiểu biết và cũng có một sự tôn trọng đối với cái sự thờ phượng của mình. Và ở nơi đó chúng ta có thể vọng bái, chúng ta có thể xem đó là một chỗ mà chúng ta có thể là
thắp một nén hương hay đốt, hay chúng ta ngồi dưới đó để chúng ta đọc kinh, hay ngồi chúng ta ngồi thiền. Còn ngược lại thì ở như bàn thiên thì nó là khác. Cái bàn thiên chỉ là thắp hương, thắp nhang, rồi có thể bông hoa cây trái gì thì trưng bày ở trên cúng dường tên Phật xong thì cúng thiên, thì cũng là một điều tùy theo một cái tinh thần hiểu biết được nó chung chung. Còn cái người dân Việt á, họ cho họ thờ thiên hay là họ thờ các thần á, là bởi vì Phật á là người đã dứt bỏ, cho nên ngài không có cầm nắm cái gì hết. Cho nên vì vậy họ muốn cầm nắm, cho nên họ muốn cầm và họ muốn nắm lại những cái gì của cuộc đời này. Họ nghĩ như vậy đó thì cũng sai, nó phải vậy. Chúng ta nhớ không ai cao cả hơn Phật về ân đức, về phước báo, về tất cả mọi thứ vô song và tối thắng, cao tột nhất ở trong cuộc đời này. Nhưng vì người ta nói rằng cầu Phật đó, nó mà thôi thì nó xa lắm, không bằng coi như là cầu thần, cầu thánh. Cho nên rồi cái đó nó sản sinh ra nhiều cái đấy, chính là một cái mà chúng ta biết là cái sự thờ phượng, hay là một cái sự hiểu biết mà nó mang tính tập tục địa phương. Địa phương này người ta thờ như vậy bởi các vị các vị thầy hay là một số người làm đạo ở đó đi theo một cái xu hướng. Nếu đi theo một xu hướng tích cực mà hiểu biết trên tinh thần cái lý ấy, thì nó nhẹ. Và nếu đi theo cái sự thì nó rất là rườm rà và nó rất là đa dạng và nó cũng rất là rắc rối. Và vậy cho nên nó đưa ra nhiều cái mê, cái lầm hay là cái mê tín. Đối với Đức Phật thì là bậc toàn giác, bậc toàn tri, bậc chấm dứt sanh hữu, bậc không còn khổ đau sanh tử trong cuộc đời. Thì chúng ta nhớ rằng ân đức của ngài nó là tối thượng, nó là cao cả hết. Cho nên trong cái sự thờ phượng, một cái bàn thờ của chư thiên và cái bàn thờ Phật rất là khác nhau. Một là không có thể ngồi thờ thiên mà cùng với Phật cùng một chỗ được. Thì chúng ta nhớ như vậy, không thể cùng một chỗ được. Bởi vì cái ân đức của các vả vị nó cái vị trí nó khác nhau. Và cái ân đức cái vị trí đó nó cao tột cao vời. Chúng ta không thể để sánh bằng được. Và các vị chư thiên này thì họ là những người phàm, chứ không phải là những người chứng đắc thánh gì. Họ có những ân đức, có phước báo nó hơn con người, chứ không phải là họ là thần thánh gì mà có thể che chở giúp cho ta, hay hoặc là dạy cho ta cái điều mà tu tập. Họ có thể giúp ta, có thể các vị chư thiên họ có thể giúp chúng ta đạt được một số cái điều kiện về vật chất, hay là có thể nhắc nhở. Như chúng ta biết là nhiều khi được chư thiên họ báo mộng, được chư thiên họ có thể che chở cũng có đó, chứ không phải là không. Chúng ta phải nhớ rõ ràng như vậy cái tinh thần của Phật pháp mà. Thì ngược lại họ không nói, họ sẽ nói được trời Phật che chở, nói trời Phật che chở, chứ sự thật ra là cái gì? Cái ân đức của các vị chư thiên, hay là do cái sự tương quan đối với chư thiên, họ được chúng ta là quyến thuộc với chính họ, hay chúng ta là có cái tương quan với chính họ từ tiền thân, là thân bằng, là quyến thuộc, là các bậc sư đồ gì với nhau đó, thì họ cũng có thể giúp cho ta được. Cái điều đó có tùy theo cái duyên phước của chúng ta. Nhưng có một điều á, chính họ cũng như mình thôi, họ cũng như mình, họ có phước thì họ hưởng được. Còn nếu họ phước họ cũng trở về cái cõi người, hay là ngay cả rơi vào cõi khổ. Khi họ hết phước, cũng như cái con người mình cũng vậy. Thiết phước nhân thiên mà. Đó là muôn thuở trong cuộc đời. Mà cái sự trầm luân sanh tử, thì hãy mà bố thí, biết bố thí, thì sanh thiên. Bố thí trì giới, thì được cái kết quả là thiên giới. Nếu chúng ta tu tập thiền quán, thiền định, tu tập thiền chỉ, thì chúng ta sẽ chứng đắc phẩm các tầng thiền. Và nếu chúng ta tu tập thiền quán thì
chấm dứt sinh tử khổ đau. Thì từng cái cõi giới của chư thiên mà nó khác nhau, hàng tứ đại thiên vương khác nhau, của đồ đau lợi, dạ ma đấu sức, tha hóa tự tại, hóa lạc thiên, vân vân, các cõi trời của dục giới này là các cõi trời được hưởng dục. Mà cái dục của chính họ, cái dục của thiên dục ấy, thì nó khác, đặc biệt hơn, nó tốt hơn, và nó phải nói là nó chuẩn hơn là cái dục của kiếp con người. Nó vừa thô mà nó vừa phải trải qua nhiều cái sự đào thải, hay trải qua nhiều cái sự sắm sửa. Chứ còn các vị chư thiên không do cái phước họ mà. Họ đẹp lắm, vậy họ từng cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc của chính họ là thiên thì đặc biệt. Nhưng có một cái tinh thần của Đức Phật ấy, thì Ngài bảo chúng ta khai khước từ những cái dục lạc đó, dầu cho là phước nhân thiên, là vui, là tiếp tục sanh tử đau khổ. Cho nên thờ Phật là chúng ta để kính Ngài, để tu tập theo Ngài, để thấy những cái điều thực hành của chính Ngài và chúng ta tốt đẹp như Ngài từng kinh nghiệm qua bằng tự thân, chấm dứt sinh tử khổ đau. Cũng vậy, cũng như còn các vị chư thiên thì chúng ta thờ các vị đó là có thể có sự che chở, hay có thể có sự thương tưởng, vì cái duyên tương quan. Chúng ta nhớ như vậy, cầu mà được chứng thì hỏi gì chứ Phật chứng hay là chư thiên chứng. Thì chúng ta phải nghĩ rằng là các vị chư thiên cũng chia sẻ giúp đỡ cho ta, bởi vì các chư thiên hộ pháp, chứ còn phải là Phật gia trì gia, Phật gia hộ. Thì chúng ta nói Phật gia hộ, ân đức Phật gia hộ, để cho gọi là nghe nó có cái mùi Phật một chút xíu. Chứ sự thật ra thì cái tinh thần đó là các vị chư thiên họ có thể chia sẻ cho ta. Cho nên vì vậy, hiểu cái lý như vậy đó, cho nên người ta thờ chư thiên, là nó cũng có cái lý của họ, và họ có thích mến như vậy. Và đây chính là một cái sự tổng quán một chút xíu, cô trả lời nó cũng như vậy. Nếu có điều gì cần một chút thì kính thỉnh Hòa Thượng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thú kính trừng Thượng Tọa Thích Quyền. Thượng Tọa Thích Quyền hoan hỷ trả lời thêm cho một câu nữa là có nhiều người nói rằng chư thiên thì quá nhiều phước rồi, chúng ta là người ít phước, tại sao chúng ta lại hồi hướng phước chư thiên? Mình làm phước hồi hướng phước chư thiên giống như mình đi lạc quyên ở trong làng nghèo và lại đi giúp cho người giàu, thì cái đó nghe nó có phi lý không? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Thích Quyền hoan hỷ chia sẻ vài suy tư về điểm này. Đây là một điều đặc biệt, kính thưa quý vị. Mình ít phước hơn chư thiên ở cấp độ đó, nhưng chưa chắc là chư thiên họ nhiều phước hơn ta, nhưng vẫn cần phước. Bởi vì sao vậy? Họ biết cái kiếp sống của chính họ, họ thấy mà sắc tướng của họ mà nó xuống màu. Chúng ta gọi là đúng, gọi là xuống màu, thì nó đổi thay chút xíu là họ biết họ chuẩn bị họ chết rồi. Thì ai hồi hướng chư thiên, ai chia phước đến chư thiên, ai tưởng niệm đến chư thiên, thì chư thiên sẽ thương tưởng người đó. Bởi vì phước ít, phước lớn, phước nhiều, phước Phật, phước đức, phước trí gì, cũng như là chúng ta có một cái miếng lửa, một cái lửa nhỏ, nhưng chúng ta có thể mồi ra nhiều lửa lớn mà. Chúng ta phải nhớ như vậy. Cho nên vì vậy họ cần phải quan hỷ, họ tùy hỷ, bởi vì đó cũng là công đức phước lành mà. Vui nhát cái giáo quá thú, dạ. Cái phước chúng ta đó là đó chính là cái phước lành. Để họ quan hỷ, họ tùy hỷ với cái phước. Chứ phải ta làm cái tự nhiên chúng ta dâng hết cho chư thiên, dâng hết cho chư thiên, hoặc là xin chư thiên quan hỷ. Họ quan hỷ tùy hỷ với chính chúng ta. Đó chính là chúng ta
kêu và gọi họ, cũng như đó là một lời mời. Bây giờ người giàu, người nhiều tiền của, như một người nghèo, họ cũng có cái lòng mời, thì người giàu cũng rất là vui. Chúng ta ví dụ như vậy, chứ không phải là không phải chỉ là chúng ta cũng như rốt cuộc chúng ta đi lạc, chúng ta quyên, chúng ta gom góp để tặng cho họ để như người giàu chưa chắc đó. Chứ thì cũng vậy đó. Bây giờ hôm nay chúng ta có một cái tiệc tùng gì đó, thì với những lúc người giàu cũng chẩn tế có thể cho chúng ta, rồi chúng ta cũng có một cái cũng có cái sự quan tâm, cũng có một cái sự gửi tới họ đối với chính họ, thì họ cũng vui chứ. Chứ còn nếu như một chúng ta là người giàu họ xem thường thì chúng ta không nói, người nghèo thì không nói. Chuyện điều mà có một số người họ đâu có xem thường, họ cũng vẫn quý trọng những cái tâm tình mà giữa con người có một cái sự chia sẻ, có một cái sự thương yêu với nhau. Thì cũng vậy, và đây cũng chính là cái sự đối hoài thương tưởng, nghĩ tưởng đến chư thiên. Mà quý vị biết là chúng ta đi đến bất cứ nơi nào và chúng ta trải cái từ tâm, chúng ta nguyện phước đến chư thần chư thiên ở đây, tất cả bên Atula đến tất cả chúng sinh là vô hình hữu hình gì đó, bằng cái từ tâm, cái metta, cái tâm từ tâm bi của chúng ta, thì có thể nói rằng nó rất là đặc biệt và nó rất là ân kim. Cái điều này chúng ta phải nói như vậy. Có những lúc chúng ta đi đến những cái chỗ mà nó tự nhiên nó mát mẻ mà nó an lành, thì ở nơi đó chúng ta biết là chư thiên họ ngự nhiều. Còn có những lúc chúng ta đi đến những cái chỗ trú xứ, chúng ta cảm thấy nóng bức khó chịu ở trong tâm mình, rất là khó chịu, thì chúng ta biết ở đó có thể nói rằng là có nhiều các vị Atula họ có thể quậy phá chúng ta. Và nói theo khoa học hay giờ một số cái nhà mà nghiên cứu thì nó có cái điện từ nó mạnh, hay là cái làn sóng điện nó tích cực hay nó tiêu cực. Chứ sự thật hiểu biết Phật pháp thì thí dụ như là một là nơi đó cái xứ nó hiền hòa, nó được tốt đẹp, thì các vị chư thiên họ sẽ ngự nhiều. Cũng như ở đó có nhiều người tu tập, có nhiều người làm thiện, có nhiều người tích đức tu hành. Và trong pháp của kinh dạy rằng là làng mạc đây và núi rừng kia, cùng thung lũng nọ, lối về non cao, bậc A-la-hán trú nơi nào, phải nói rằng nhân thiên, nhân và thiên, trời người nơi đó siết bao an lành. Bởi vì nơi đó nó có nhiều cái ân đức, hay nơi đó nó có đầy đủ, nó có một con người cao quý, một con người cao cả, mà chư thiên loài người có điều kiện, có duyên may để đảnh lễ, có duyên may để cúng dường, tạo các công đức. Đây là sự thật, chứ không phải là một chuyện mà chúng ta bình thường được. Cho nên, khi chúng ta hồi hướng đến chư thiên, nó rất là khác đến cái chuyện mà quyên góp. Bởi vì, cái phước đó, các vị chư thiên họ cũng hữu hạn, chứ không phải là vô hạn. Họ cũng cần làm các công đức phước lành. Bởi vậy chứ chúng ta nhớ, ngay cả Đức Trời Đức Thích và cũng như các vị chư thiên xuống hội đạo Phật, hay là xuống để cúng dường Đức Phật, đối với những vị chư thiên kiến thì họ tới, họ có thể cúng dường Đức Phật, họ có thể nghe Phật pháp, họ có thể phục vụ với cái rất là thích. À, quý vị biết là khi mà gần cái giờ viên tịch đó, Đức Trời Thích xuống để phục vụ cho Đức Phật ấy. Thì Đức Phật nói rằng đối với ta rất là hiểu, khi mà các vị chư thiên họ gặp loài người họ rất là sợ và tránh xa lắm, bởi vì cái quế trực của chúng ta đó nó rất là thối và hôi, cái thể trực của cái con người nó rất là nhầm gớm,
đối với các vị chư thiên sợ lắm, họ không có bị những cái tình huống như thế. Nhưng ta biết rằng Đức Thế Thích vì một niềm tin mà đến đây, thì Đức Thế Thích nói rằng: Bạch Thế Tôn, con không thấy có một sự khó chịu nào mà cũng cảm thấy rất là hoan hỷ, rất là vui mừng khi được cái được phục vụ, được cái làm cái công đức nơi nơi Phật. Vì vì vậy cho nên chúng ta biết rằng không có dễ dàng mà chúng ta nói tu có chư thiên xuống thăm tôi, thầy đến để mười tiếng để bái mình. Nói như vậy mà tôi chừng mình không hiểu biết Phật pháp một cách rõ. Không phải mà họ dễ dàng họ giúp cho mình đâu, rất là khó. Cái này nói thật rất là khó. Và chính vì khó giúp như vậy mà chính chúng ta biết, khi mà biết được thì chúng ta mới thấy đó là một vấn đề mà ở trong cái sự tu tập không dễ dàng, không dễ dàng. Nguyên nhớ như vậy, không dễ dàng mà chúng ta được cái ý như mà ý mình mong cầu đâu, hay là mình suy nghĩ đâu, không dễ dàng. Và mình tu phải nói thật sự là cao cả kìa. Ngay cả chư thiên họ kính trọng cái người có giới, không có bay ngang cái đầu của chúng ta nữa. Đối với các chư thiên chánh kiến, cho nên vì vậy đối với các vị chư thiên họ rất là cần phước, họ rất là quan hỷ tùy hiểu với cái phước mà chúng ta, nếu chúng ta làm các công đức phước lành mà chúng ta hồi hướng đến cho họ, dâng phước đến cho chư thiên, thì chẳng những không phải là một cái sự mất mát mà là một cái sự tốt đẹp vô cùng. Đó là chúng ta có một sự tương quan, ai niệm tưởng ai họ sẽ được chư thiên thương tưởng quan tâm tới họ. Thì kính mời cô thượng, đây chính là cái câu trả lời của chính con là vậy. Nếu có gì cần muốn tốt thì kính mời cô thượng. Nam mô Phật. Sa thú, kính thiên thưa tôi tự nguyện với những cuộc thảo luận vừa rồi. Thưa quý vị, để thưa tọa tự nguyện nghỉ trong giây lát, tại vì hôm nay chúng tôi thấy chỉ có hòa thượng Từ Siêu và tọa tự nguyện còn thôi, nên chúng tôi sẽ nói thêm một số điều, rồi sau đó thì nếu thưa tọa tự nguyện còn ở trước máy sẽ sẵn, thưa tọa tự nguyện trở lại với những một vài câu còn lại. Nhưng có một Phật tử hỏi về phạm thiên bốn mặt. Chúng tôi muốn nhân dịp này để nói về một số cái khái niệm liên quan đến cái hình tượng này, một hình tượng mà quý Phật tử về các quốc gia Phật giáo Nam Tông ảnh hưởng vào văn hóa Ấn Độ thì quý vị sẽ gặp rất là nhiều. Thưa quý vị, trước hết là trong cái nền văn hóa của Ấn Độ đó, thì họ một vị thiên có bốn mặt, và vị thiên bốn mặt này có hai cái ý nghĩa. Và những ý nghĩa này đó đã tạo nên một cái nét rất riêng của nền văn hóa tín ngưỡng Ấn Độ, và sau này ảnh hưởng đến các quốc gia Phật giáo lân cận. Ví dụ như ở Campuchia, quý vị đến từ Angkor Wat, thì là Thái Lan,
miếng điện thì ít hơn, tích lan lại càng ít hơn nữa. Nhưng mà ở Campuchia và Thái Lan cảm thấy rất nhiều. Thì đầu tiên, tại Ấn Độ chúng ta nên biết rằng họ có ba vị thượng đế thay vì một vị. Thượng đế đầu tiên là thượng đế Brahma hay là Brahma, họ thiên sáng tạo. Và cái vị thứ hai là Vishnu, là thượng đế duy trì. Và vị thứ ba là thượng đế Shiva, là thượng đế quỷ diệt. Thì thượng đế Brahma đó được biểu tượng bằng một cái hình ảnh có bốn mặt, có bốn mặt tượng trưng cho bốn cái đức là từ bi thị xã, bốn cái từ bi thị xã. Thì theo cái truyền thuyết của người Ấn Độ và trong cái sự suy luận ấy, thì có lẽ là họ đến từ những vị đạo sĩ chính thiện và biết được là một trong những cái tâm thái quan trọng của phẩm thiên là có bốn đức từ bi thị xã. Thì thưa quý vị, chúng ta nên phân biệt sự khác biệt, nên thấy rõ sự khác biệt giữa phẩm thiên bốn mặt và thần Shiva. Thần Shiva thì lại có nhiều cánh tay, có nhiều cánh tay, mỗi cánh tay cầm một cái pháp khí tượng trưng cho cái quy lực, quy lực áp đảo quỷ diệt của thần Shiva. Và thần Vishnu thì lại không có mang cái dạng gọi là bốn mặt hay là nhiều tay. Bốn mặt giống như phạm thiên là nhiều tay giống thần Shiva, thần đế Shiva mà. Thì đế Vishnu thường cầm một cái dĩa ba, và quấn trên người một con rắn. Thì theo cái quan niệm tín ngưỡng của người Ấn Độ đó, thì Vishnu có vô số hóa thân. Những cái hóa thân này có thể xem làm chuột, làm rắn, làm bò, làm một vị đạo sĩ, làm một nhà ái quốc con vật. Và cái công việc của thượng tổ thượng đế Vishnu là hóa thân vào đời để mình duy trì cái này. Thật ra thượng đế Vishnu không có một cái hình thể cố định. Và thật ra thì người Ấn họ cũng tin rằng Đức Phật của chúng ta, Đức Phật Cồ Đàm, Đức Phật Thích Ca cũng là một ở trong những hóa thân của thần Vishnu. Thì thưa quý vị, từ cái quan niệm này đó, thì đôi lúc người ta có một cái sự kết hợp. Sự kết hợp này nó dẫn đến một cái ngẫu tượng, mà ngẫu tượng này nó thì chính xác hơn là trong cái nó có một phần là văn hóa Phật giáo và một phần nữa là ảnh hưởng Ấn giáo. Trong văn hóa Phật giáo đó, Phật giáo Nguyên Thủy ấy, thì nói rằng ở các mỗi trời thì riêng về cõi trời dục giới mà tầng thấp thì có một trời cõi trời gọi là tam thập tam thiên, mà chúng ta thường âm là cõi trời đau lợi. Thì cõi trời tam thập tam thiên này do một vị thiên chủ đứng đầu, đó là Đức Trời Đế Thích, Đức Trời Sát Cá. Và Đức Trời Sát Cá đó là chỉ huy, là vị có cái quyền để chỉ đạo cho bốn thiên vương ở cõi trời tứ thiên viên thiên vương. Thì bốn thiên vương ấy, giống như bốn vị đại tướng
ở bốn phương. Và Thiên Chủ Đế Thích là một vị thiên duy nhất mà có được cái vai trò là thường quán sát ở thế gian và hộ trì cho những người thiện. Ví dụ chi thiện mà còn bị bắt hại, những người thiện mà ở trong cái hoàn cảnh khó khăn, thì nếu người đó có đủ giới đức thì thường làm cho cái chủ ngồi Thiên Chủ Đế Thích nóng lên, và Thiên Chủ Đế Thích thường can thiệp vào như vậy. Ở trong Kinh Bổn Sanh Chá Tát Cá ghi lại rất nhiều trường hợp Thiên Chủ Đế Thích can thiệp vào nhân gian, có thể người ta biết hay không biết. Trước thì một cái từ ngữ Zahachakku Satha mà chúng ta gọi là thiên thủ thiên nhãn, thật ra thì là một cái từ ngữ chỉ cho Thiên Chủ Đế Thích ở trong kinh điển Pali. Nếu ở trong kinh điển Pali có cái tên chính thức mà chúng ta gọi Thiên Chủ Đế Thích, thì trong đó có Đức Đế Thích lại có một cái danh gọi là thiên thủ thiên nhãn. Và lát nữa chúng tôi sẽ nói sau về cái thiên thủ thiên nhãn trong đại thừa nhé, cái gì nên phân biệt. Cái này nó lai qua kia lai qua nọ. Mặc dù trong Tam Tạng Kinh Điển Pali có nói rằng Thiên Chủ Đế Thích có cái danh gọi là thiên thủ thiên nhãn, tức là ngàn mắt ngàn tay, nhưng mà đó chỉ cái danh gọi chứ không phải là thực như vậy. Quý vị nhớ, ở đây chúng tôi nói đây chỉ là danh gọi. Ngàn mắt có nghĩa là có thể thấy được ngàn việc, ngàn tay có nghĩa là làm được ngàn việc, tức là một vị thường xuyên quan sát thế gian, thường xuyên làm nhiều việc cho thế gian, một lúc một mình có thể làm nhiều việc, thì cái đó gọi là thiên thủ thiên nhãn. Không có nghĩa là một vị mà có nhiều cánh tay và mỗi cánh tay có con mắt mà chúng ta thường thấy ở trong các cái tượng được đặt lên. Thí dụ chùa Tam Thập Tam Giang bên Nhật mà có một số tượng thiên thủ thiên nhãn mà đôi khi chúng ta thấy là nhiều đầu nhiều tay. Và ở đây cũng có một cái chuyện là đôi khi chúng ta nói là người ba đầu sáu tay đó. Nhưng mà nói chuyện ba đầu sáu tay hay ngàn mắt ngàn tay cái gì, cái đó là sự tưởng tượng của chúng ta. Chúng tôi nói bây giờ như trong văn hóa Tây phương thì thiên thần phải có cánh. Tại sao thiên thần có cánh? Tại vì con người thì quan niệm rằng không có cánh làm sao mà bay, để chư thiên mà bay lơ lửng trời thì phải có cánh như con chim vậy đó. Thật ra những thiên thần trong văn hóa Tây phương có cánh. Quý vị nào mà coi những hình ảnh hay là những cái tranh họa của Kitô giáo thì thiên thần có cánh, thì cái đó là cái quan niệm suy theo cái cách nghĩ của người thế gian. Muốn bay phải có cánh, mà thiên thần bay thiên thần phải có cánh. Bây giờ muốn thấy nhiều việc phải có nhiều mắt, muốn làm nhiều việc phải có nhiều tay, thì ba đầu sáu tay không đủ thì phải có ngàn mắt ngàn tay. Và mắt thì để đâu cho hết, thì người ta làm những con mắt để trong những cánh tay. Và nói thật cái chỉ một ngàn cánh tay gắn ở đâu cho hết tay con người. Và một con rít thì nó có, và người ta nói là centipede là 100 cái chân. Chúng tôi không biết là rít có đúng 100 chân hay không, nhưng mà một vị thiên mà có ngàn mắt ngàn tay, chắc là quý vị gặp chắc quý vị sợ kinh khủng lắm. Đây nó giống như là con rít còn có nhiều chân rồi. Nhưng mà chúng ta đi từ cái thế giới của trừu tượng trở thành cái hiện thực của Phật cách, và ở đây là được phô diễn bởi nghệ thuật. Rồi các nghệ nhân người ta tạc. Hồi chúng tôi còn nhỏ đó, chứ cái gì thì thú thật thì chúng tôi chưa bao giờ thấy có một pho tượng nào trong đời là một ngàn tay, nhưng mà chúng tôi thấy tượng 18 tay trong tranh vẽ cũng như là trong tượng. Nhất là chúng tôi đến ngôi chùa Tam Thập Tam Giang ở tại Kyoto thì họ có 1000 pho tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Họ để trong ba căn nhà, 33 cái nhà thờ, và mỗi một tượng như vậy thì có 18 tay. Cái đó là cái chúng tôi được thấy được. Chứ tôi không nghĩ rằng lấy cả 18 tay để mà gắn vô trong một cái thân tượng. Gắn 1000 tay chắc không có chỗ gắn đâu. Thế đây chúng tôi muốn nói rằng người ta muốn
cụ thể hóa cái việc trường tịnh. Mình nói thật nhé, nếu mà để làm 1.000 việc mà phải cần tới 1.000 cánh tay, để thấy việc mà tới phải cần có 1.000 con mắt thì chưa siêu đẳng lắm. Tức là 1.000 con mắt, mỗi con mắt chỉ thấy được một việc thôi thì không bằng là một con mắt mà thấy 1.000 chuyện mới gọi là siêu đẳng. Giống như bây giờ có những cái mạng radar mà một lúc đó họ có thể theo dõi được 40 mục tiêu hay là 300 mục tiêu chẳng hạn. Một radar có thể một lúc theo dõi nhiều mục tiêu thì cái đó mới là radar tối tân, quý vị đồng ý không? Nên cái chuyện mà từ cái khái niệm về phạm thiên và chuyển sang thiên chủ đế thích và chúng tôi có phương tiện hình tượng ở trong kinh điển Pali, ở trong kinh điển Pali có nói phạm thiên có bốn đức từ bi hỷ xả. Ở trong kinh điển Pali cũng có nói thiên chủ đế thích với cái danh gọi là thiên chủ thiên nhãn, nhưng mà trong kinh điển Pali không có một đoạn nào mà nói rằng phạm thiên bốn mặt. Dạ. Và thiên chủ đế thích có 1.000 mắt 1.000 tay, chúng tôi chưa thấy. Dạ. Nhưng mà chúng tôi nó có danh gọi, quý vị nên lưu ý là hai cái này khác nhau. Và thứ hai thì một cái hình ảnh mà gọi là phù hộ được thờ là có bốn mặt hay có nhiều mắt để soi thấu, để quan sát được tất cả, để nghe tất cả, và có quy lực để làm ngàn việc, là muôn việc một thứ, thì nó trở thành một cái sự chuyển hướng rất là lớn qua tín ngưỡng dân gian. Và khi Phật giáo Đại Thừa hưng khởi vào thế kỷ thứ nhất tại Ấn Độ, và từ đó trở đi người ta tìm thấy rất nhiều tượng của chư vị Bồ Tát. Thì ban đầu Phật giáo Đại Thừa là có một cái khuynh hướng phản cảm lại với đời sống tu viện, đời sống xuất gia, mà hướng về cái con đường nhập thế. Và do đó các vị lấy trong kinh Bổn Sanh lập ra một cái hướng mới gọi là Bồ Tát Đạo. Dạ, Bồ Tát Đạo tức là một cái đạo đi vào đời. Các vị cho rằng cái Phật giáo nguyên thủy thực quá gắn bó với tu viện, tách rời ra khỏi cuộc sống thế tục, xa rời quần chúng. Phật giáo Đại Thừa muốn một sự trở về gần với quần chúng, do đó các vị thổi phồng cái hạnh tu gọi là Bồ Tát Đạo. Thì trong Bồ Tát Đạo đó, các vị tạo ra rất nhiều tượng Bồ Tát, như là Đại Thế Chí Bồ Tát, hay là Hương Vân Cải Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Thường Quan Nghĩa Bồ Tát, vân vân. Nhưng mà một ở trong những cái hình ảnh Bồ Tát nổi bật Phật giáo Đại Thừa là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát. Và có cả một cái phẩm kinh trong kinh Pháp Hoa, phẩm đó gọi là phẩm Phổ Môn, nói về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngày xưa đó thì người các dịch giả họ dịch đủ là Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà do cái đời Dạ Đường có một vị Đường Thái Tông có cái chữ lót là Thế Lý Thế Dân, Lý Thế Phật. Thành ra sau này người ta kiêng, người ta không có rồi là Quán Thế Âm, mà họ bỏ chữ Thế thì họ nói là Quán Âm. Từ chữ Quán Âm chúng ta có chữ Quán Âm mà ra. Dạ, chữ Quán Âm, nhưng mà thật ra thì chữ Quán Âm thì đúng hơn là Quán là lắng nghe, là lắng nghe cái âm thanh đau khổ thế gian. Gọi là Quán Thế Âm. Quán Thế Âm chúng ta bỏ chữ Thế thì chúng ta là Quán Âm. Và trại thì chúng ta đọc Quán Âm, giống như ngày Huyền Trang chúng ta đọc thành Huyền Trang vậy. Thì bây giờ từ Đức Quán Thế Âm á, là người ta lại sử dụng một cái hình ảnh do một cái danh gọi, dòng danh gọi đó là Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Thiên thủ thiên nhãn cũng là ngàn mắt ngàn tay. Ngàn mắt ngàn tay này đó là nó hơi ngược lại với cái danh gọi. Chữ quán thế âm là nghe, nhưng mà khi tạc tượng á thì họ không có tạc một ngàn lỗ tai. Lỗ tai một ngàn lỗ tai kỳ quá. Chúng ta thấy là thiên nhãn là tặng ngàn con mắt. Thì có bị thắc mắc là tại sao mà nói là thiên nhãn mà không có tạc một ngàn lỗ tai mà thiên nhãn gọi là thiên thủ thiên nhãn mà gọi là quán thế âm. Quán thế âm phải một ngàn lỗ tai chứ không phải là ngàn con mắt. Thì chúng tôi thưa rằng đây là một cái quan điểm ảnh hưởng nghệ thuật và ảnh hưởng nghệ thuật của người Ấn Độ. Yeah. Cũng như chúng ta nói như vậy là con người đòi hỏi một số những cái gì nó mang cái tích tượng hình. Không có tượng hình thì con người không có suy nghĩ được. Như hồi nãy tôi nói quý vị là thiên thần theo người Tây Phương phải có cánh. Tại thiên thần không có cánh sao thiên thần bay được. Và do vậy ở Tây Phương muốn nói thiên thần bay, họ làm thiên thần có cánh. Và ở tại Trung Hoa, họ đi xa hơn một chút là họ xem là Đức Quán Thế Âm là vì tiêu biểu tinh thần đại bi. Và cái tộc đại bi mà gọi là chí thiết, thương xót nhiều là đại bi của một bà mẹ. Thật ra họ có một cái hình thức, hình thái, một cái hình thái về nghệ thuật đó là tặng Đức Quán Thế Âm là thân nữ. Mặc dù nếu quý vị sang Ấn Độ thì không bao giờ có tượng Đức Quán Thế Âm mà thân nữ hết. Avalokiteshvara Bodhisattva ở tại Ấn Độ đều là thân nam, ở tại Trung Hoa là thân nữ. Tại sao người ta tặng thân nữ? Tại vì họ muốn nói lên một hình ảnh gọi là mẹ hiền Quán Thế Âm. Tại sao người ta gọi là mẹ hiền Quán Thế Âm? Tại vì họ nghĩ rằng đó là một cái biểu tượng rất là quan trọng để nói lên sự thương xót, sự cảm thông, sự lắng nghe, sự cứu khổ cứu nạn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì ở đây chúng tôi muốn trình bày quý vị rằng mình không nói là cái hình ảnh của các pho tượng là về văn hóa không có tốt, không có xấu, không đúng sai. Văn hóa là văn hóa không có đúng sai quý vị. Dạ, mỗi nền văn hóa. Tại sao người Ấn Độ họ tạc tượng ngàn mắt ngàn tay được, mà người Trung Hoa không tạc được một hình ảnh Đức Quán Thế Âm là một thân nữ, là mẹ hiền? Và theo Phật giáo Bắc truyền thì Đức Quán Thế Âm có nhiều thân lắm. Có một điều bị rất ngạc nhiên là ngay cả trong chùa mà người ta thờ Đức Quán Tự Tại hay là Đức Địa Tạng Bồ Tát, Đức Địa Tạng Bồ Tát cũng là một hóa thân của Đức Quán Thế Âm. Đúng theo trong kinh điển của Phật giáo Đại Thừa đó. Nhưng họ thờ Địa Tạng riêng, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát riêng. Thì Đức Tự Tại cũng là Đức Quán Thế Âm. Dạ, Đức Tự Tại bộ khi mà đi vào trí tuệ bát nhã thì quan sát tất cả là không. Và ở đây cũng là rất là thú vị, đó là khi mà nói đến tánh không á thì nó thuộc về trí tuệ, nó hoàn toàn khác với cái đau khổ. Quý vị nhớ đau khổ nó thuộc về đối cảnh giới của đại bi, và cái tánh không nó thuộc về đại trí. Và khi mà Đức Quán Thế Bồ Tát hóa thân thành một vị Bồ Tát gọi là Quán Tự Tại đó, gọi Quán Tự Tại cũng là hóa thân Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, thì là soi chiếu với cái trí tuệ bát nhã. Nhưng mà Quán Thế Bồ Tát thì soi chiếu thế gian này bằng đại bi tâm. Và do vậy tượng Đức Quán Thế Bồ Tát ở tại Trung Hoa đó có hai cái hình thức nổi bật. Một đó, là hình thức của nữ nhân, và đôi khi mang cái hình thức của một bà mẹ mà chúng ta gọi là mẹ hiền Quán Thế Âm. Quý vị nào mà sang Trung Hoa thì cái pho tượng Bồ Tát ẵm một đứa nhỏ gọi là Tống Tử, hình ảnh Tống Tử Quán Âm Bồ Tát. Một bà mẹ lo cho con mà chúng ta thường gọi là mẹ hiền Quán Thế Âm đã trở thành một cái ảnh hưởng rất lớn ở trong cái tín ngưỡng. Về điều này chúng ta đừng ngạc nhiên là
ngay cả Kitô giáo phương Tây đó, thì chúng thấy ở tại đặc biệt tại Ý, tại Tây Ban Nha, tại những nền mà chúng ta gọi là miền Nam của Âu Châu đó, thì người ta có một cái kính ngưỡng đặc biệt đối với mẹ Maria, Đức mẹ Maria, Thánh Mẫu Đồng Trinh Maria. Trong lúc đó thì ở Bắc Âu á, người ta nghiêng về Tin Lành, họ ít có thờ Thánh Mẫu Maria hơn. Thì ở đây là vấn đề văn hóa, lên văn hóa. Con người luôn luôn rất cần tín ngưỡng, và một ở trong những nét tín ngưỡng đó là cầu cho cứu khổ cứu nạn, hay là ban phúc tha tội, hay là ban vui cứu khổ. Thì khi mà nói đến ban vui cứu khổ, đặc biệt là cứu khổ cứu nạn đó, thì hình ảnh của một Đức mẹ Maria, hình ảnh của Đức mẹ Hiền Quán Thế Âm luôn luôn là có một cái ảnh hưởng rất lớn trong cái tín ngưỡng dân gian. Và ở đây chúng tôi nói như vậy là tại Ấn Độ thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát không có tạc là thân nữ. Ở tại Trung Hoa đó thì cái hình thức mà Đức Quán Thế Âm là thân nữ phổ cập hơn, phổ thông hơn là cái hình thức thân nam. Chỉ có một vài nơi như chúng thấy ở Yunnan, ở Vân Nam, người ta có tạc thân nam, đa phần là tạc thân nữ. Và khi mà tạc thân nam á, thì họ tạc thành cái thượng gọi là thiên thủ thiên nhãn. Thiên thủ thiên nhãn, ngàn mắt ngàn tay. Thì khi mà tạc, chúng tôi nói quý vị nghe là hồi nhỏ chúng tôi thấy chỉ Phật 18 tay thôi, chứ không có. Người ta nói cái thành ngữ là ba đầu sáu tay, nhưng thực là họ tạc một bên là chín tay, là ba đầu sáu tay, ấy là 18 tay. Và bây giờ cách gọi của dân gian nhiều khi người ta không nắm vấn đề, là người ta gọi là Phật bốn mặt hay là Phật bà. Thì chính ra đó, trong cái Phật giáo Đại Thừa đó, thì họ gọi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là Bồ Tát, chứ không gọi là Phật bà. Nhưng mà nếu mà quý vị ở miền quê, chúng tôi không biết miền Trung, miền Bắc có không, chúng tôi chưa ra đó. Nhưng mà hồi nhỏ chúng tôi ở miền Nam đó, thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thường gọi là Phật bà. Nhưng mà người ta không có gọi Phật ông nha. Đây là ông Phật, nhưng mà gọi là Phật bà, chứ gọi là Phật ông, chỉ Phật bà thôi. Và ở tại Thái Lan, có nhiều người Việt Nam bây giờ hay đi qua du lịch bên Thái Lan đó, người ta không có gọi là một vị trời bốn mặt hay là vị thiên bốn mặt, mà họ gọi là Phật bốn mặt. Phật bốn mặt. Phật bốn mặt là một cái từ gọi của người Việt Nam đối với tượng thờ chư thiên Phạm Thiên ở tại Bangkok, một cái đền gần cái chỗ World Trade Center đó, chỗ mà hồi nãy chứ hình như là thượng tọa Tuệ Quyền hay là vì nào nói về chuyện đặt bom nổ tại gần ở đó. Thì cái từ bốn mặt đó ở Thái Lan họ không gọi là Phật, nhưng Việt Nam gọi là Phật. Người Việt Nam mình có nhiều danh từ như là Phật cô đơn, hay là Phật bốn mặt đó danh từ mình đặt, hay là Phật bà cũng danh từ mình đặt, nhưng mà chính thống thì mình không có đặc biệt từ đây. Thế đó, quý vị nên nhớ một điều đầu tiên đó là cái tất cả gọi là hiện thực hóa một cái hình tượng thiên thần có cánh hay là lòng đại bi phải là hình ảnh của một nữ nhân hay một bà mẹ như mẹ Hiền Quán Thế Âm, hoặc giả là một vị Phạm Thiên có bốn đức từ bi hỷ xả thì phải tạc bốn mặt. Đó là cái sáng tạo của nghệ nhân, sáng tạo nghệ nhân. Riêng về ở trong kinh điển Phật giáo Nam Tông gọi là kinh điển Pali đó, thì chúng tôi có thấy là Đức Phật dạy rằng Phạm Thiên có bốn đức từ bi hỷ xả, có. Nói rằng Đức Thiên Chủ Đế Thích có cái danh gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn, có. Nhưng mà đây là một danh gọi chứ không phải là một hình tượng thực sự. Chúng tôi nhắc điều này. Và cái đó là cái sáng tạo của các nghệ nhân. Chúng ta nên phân biệt cái đó. Cái sáng tạo nghệ nhân là vấn đề văn hóa, và chúng ta cố gắng để ý. Thì trong khi chờ đợi để Thiên Tòa Tư Quyền nghỉ một chút, chúng tôi nói chuyện ngoài lề. Và bây giờ thì muốn hỏi là Thượng Tòa Tư Quyền có mặt ở trước máy. Sa thú. Bây giờ để thỉnh Thượng Tòa Tư Quyền quan hỷ
Trả lời câu này đó là thỉnh thoảng trong các bài kinh, và các bài kinh ở trong tương bộ đó, thì chúng ta có những cái giai thoại, những cái đoạn ghi lại hoàn toàn không có lời nói của Đức Phật, như là các vị Phạm Thiên. Phẩm thiên này chỉ là lời nói của chư thiên Phạm Thiên thôi. Thì những lời nói được ghi lại như vậy, thì những lời nói đó có đáng để chúng ta chiêm nghiệm ghi nhớ như là lời dạy của Phật không? Xin kính thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Thượng Quý. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Nhất. Nam Mô Thầy Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, con kính đệ đến Hòa Thượng Nhất Đẳng cùng Chư Tăng. Kính chào đến quý tu người cùng chư Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Chúng ta phải nhớ, khi ta nghe nhiều ở kinh văn, thì chúng ta thấy thường nghe, sẽ nghe thì nhất là trong tương ưng mà chúng ta vừa khởi cư như được phẩm chư thiên á, thì các vị chư thiên xuống hỏi hay xuống vấn các đức Phật, hay là chư tăng, hay hoặc là chư thì sau này chư thì chư tăng, thì đó là cái nhân khởi. Nhưng đó không chưa phải là một cái như là lời của thượng giới đẳng, như là một phương ngôn để chúng ta thọ trì lời dạy, không phải như vậy. Mà chính nếu như cái lời đó, đó mà nó đúng pháp thì chúng ta thọ trì, còn nếu như mà xuyên qua cái lời trả lời Đức Phật hay là chư vị thánh, thì đó là những cái lời mà chúng ta cần phải có một cái sự thọ trì. Còn cái sự thắc mắc của chính các vị chư thần chư thiên, cũng như sự thắc mắc của chúng ta, họ không phải là một người cao cả hơn chúng ta về, chưa chắc là người họ cao cả hơn chúng ta về giới hay về trí kiến, chưa được, chưa chắc, bởi vì họ còn phàm, chỉ thọ trì, chúng ta chỉ y cứ cái lời dạy đó mà xuyên qua Phật hay là chư thánh, thánh đệ tử Phật. Cái điều này phải xác định rõ ràng như vậy, quý vị. Chứ nhiều khi mà đừng có nghĩ rằng họ là thần khải nên là thiên thần, cho nên nói cái gì chúng ta cũng nghe, phải như vậy. Có những người chư thiên học cũng có ác kiến, chứ chưa chắc là chư thiên nào cũng là các vị chư thiên cũng là chánh kiến hết đâu, phải nhớ như vậy. Chưa chắc các vị chư thiên là họ cũng là chánh kiến hết, chưa chắc. Cho nên khi chúng ta biết như vậy thì những cái lời nói, những cái sự suy nghĩ của chính họ, những cái sự thắc mắc của họ, hay là ngay cả có một số vị chư thiên họ còn có những cái lời khiêu dụ, khuyến dụ mà nó rơi về cái về con đường phiền não, con đường đau khổ nữa. Bởi vì họ cũng có những cái vị chư thiên ác kiến. Cho nên khi mà chúng ta có một cái tâm cầu pháp đó, là chúng ta nhớ những lời dạy gì, những lời đó được xác chứng xuyên qua cái sự xác định của Đức Phật hay chư thánh. Bởi vì cái điều này đó là nó, những cái lời nói của các ngài hay những cái lời dạy của các ngài là những lời dạy để chuyển mê khai ngộ, những lời dạy đó để khai sáng, để diệt trừ phiền não, để cắt đứt sanh hữu. Đó, thí dụ như có những vị chư thiên họ nói tại sao phải tu, trong khi sắc đẹp tiếng hay mùi thơm ngon xúc lạc nó rất là phơi phới, nó rất là được như vậy, thì đó chính là chư thiên này. Họ suy nghĩ một chiều theo cái tâm mà họ đang hưởng dục, họ suy nghĩ như vậy. Và họ thấy các vị này tu tập để các vị này cắt đứt cái sanh hữu, cắt đứt cái tầm cầu, thì họ không vừa lòng. Cho nên đây là một điều mà cái người nếu biết tu không có cái gì nói cũng nghe đâu, mà chúng ta nghĩ rằng trời bảo mà chúng ta không nghe là cô chừng. Không phải. Chúng ta nhớ, đừng có thiên mệnh
không có chuyện thiên mệnh ở trong đây. Họ là cũng là một chúng sinh phàm phu, thì họ như chúng ta, tuy chúng ta có một cái sự kính lễ và chúng ta rất là tôn trọng, chúng ta cũng như là niệm tưởng hoặc chúng ta dâng phước đến cho chư thiên, nhưng cái việc nào nói ra cái việc đó, chứ không phải là cái gì mình cũng nghe họ rồi họ giáo dẫn mình như thế nào mình nghe lời như thế đó thì không được. Và đây một người phải có một chánh tri kiến, một người phải có một cái tâm vững chắc, có một niềm tin vững chắc, thì chắc chắn rằng chúng ta hết sức là vững vàng để chúng ta vượt qua. Và kính bạch hòa thượng, đây chính là cái sự suy nghĩ của chính con là như vậy. Nếu có điều gì mà cần bổ túc thì cứ cứ kính cung thỉnh ngài. Nam mô Phật. Sa thú kính trình từ tổ tiên quyền, từ tổ tiên quyền có thể giải thích cho quý phử biết một điều rằng có đôi khi Phật tử thấy có vẻ như là mâu thuẫn, là có đôi khi chúng ta thấy ở trong kinh là người làm thiện thì sau khi mất sanh về cõi trời sanh thiên, thì chúng ta là người Phật tử có nên cầu nguyện sanh thiên hay không, hay là nguyện sanh trở lại làm người để tu tập, hay hoặc giả là nên nguyện giải thoát đừng sanh đi đâu cả, thì chúng ta có nên nguyện sanh về cõi trời dục giới, về cõi trời sắc giới, vô sắc giới không? Xin thỉnh thì tội tự quyết. Dạ. Yeah. Dạ, Nam Mô Phật, quý vị nghe chúng tôi nói rõ. Dạ. Yeah. Cảm ơn Sư Cô Như Pháp. Sư Cô Như Pháp. Thưa Bạch Hòa Thượng, quả thật thì đây là một điều mà chúng ta cần phải nhớ rõ. Nếu là người Phật tử hiểu biết á, có một chánh tri kiến thì chúng ta ý đăng của tâm mê của nhân A Xấu Gia Quang Hồ Tụ, chúng ta phải nhớ rõ như vậy. Đó là hướng cầu về chấm dứt sinh tử khổ đau. Còn cái mà việc mà làm phước mà để sanh chư thiên là chúng ta được. Nhưng nếu như chúng ta làm phước mà như là bố thí trì giới vân vân, mà chúng ta nghĩ rằng sanh phạm thiên thì chuyện không có, chư thiên mới chứng đắc, chư phạm thiên mới chứng đắc thiền. Chúng ta phải nhớ rõ như vậy, phải chứng thiền. Còn cái với những cái tâm hướng cầu là chúng ta nghĩ rằng là ở cái cõi, ở cõi dục này, ở cõi cõi người thì nó có thể là nhiều cái duyên để chúng ta làm phước, nhưng ở chư thiên cũng có cái điều kiện để làm phước nữa chứ không phải là không. Nhưng chúng ta cầu nguyện, chúng ta hướng nguyện qua rằng tiếp sau chúng ta sẽ thì được sanh thiên giới, thì cái chuyện đó chúng ta nhớ, chúng ta không cầu nguyện chúng ta cũng sanh thiên giới nếu chúng ta làm cái chẳng hạn như bố thí trì giới vân vân, thì chúng không cầu cũng sanh, hay hoặc là do cái phước duyên chúng ta sanh lại làm người hay làm chư thiên thì tùy cái duyên cái phước. Nhưng á, để mà cảnh giới hướng cầu á, thì đây là một điều hết sức là đặc biệt, hết sức là quan trọng. Bởi vì nếu như người mà có một cái tâm hiếu tu, người có tâm mà chúng ta gọi là tịnh tu, hay là hoặc là cái tâm mà chúng ta hướng cầu để giải thoát, bởi vì như những lần trước chúng ta đã nghe những sự thảo luận, cái phước nhân thiên mà chúng ta được tốt á, nó cũng là một sự nguy hiểm. Từ chỗ đó đó, nó dục, nó cầm cầu sắc đẹp tiếng hay mùi thơm bị con xúc lạc, cái vị ngọt của nó dẫn ta tiếp tục đau khổ nữa. Chúng ta nhớ như vậy đó. Chính vì vậy cho nên là rồi chứ đâu phải là sanh lên thiên là hưởng hoài đâu, chỉ một thời gian rồi chúng ta cũng phải ra đi. Kiếp người này cũng vậy, nó ngắn ngủi so với tuổi thọ của kiếp chư thiên, nhưng trên cái nhìn tu tập thì nó cũng vẫn rất là ngắn, rất là nhanh. Ở các cõi thiền cũng như thế, các cõi thiền của chư phạm thiên cũng như thế, rồi nó cũng trầm luân sanh tử đau khổ. Và chúng ta đã đi rất nhiều lần trong các cõi chư thiên dục giới,
trong các cõi chư thiên sắc giới và trong cõi chư thiên vô sắc giới, chư phạm thiên vô sắc giới. Chỉ ngoài trừ năm cõi ngũ tình cư chúng ta chưa bước tới. Còn tất cả các con đường của cõi giới thiên chúng ta đều đi qua, và có thể nó đi qua rất nhiều lần. Cũng như từ cái cõi khổ cũng rất nhiều lần, quá nhiều lần. Còn cõi chư thiên cũng nhiều lần. Cho nên mà chỉ có một điều là chúng ta chưa có được thành tựu, đó chính là chúng ta chưa có đi đến cái cõi giới của ngũ tình cư, hay chúng ta chấm dứt cái sinh tử khổ đau. Vì vậy cho nên gọi là ước cầu xem về cảnh giới thiên của dục giới, hay hoặc là chúng ta tu thiền để chúng ta xem về cảnh giới phạm thiên, thì là điều là một điều mà trên cái nhìn của người tu tập để vun bồi pháp độ, thì đó là điều nguy hiểm hết. Đó là điều mà chúng ta không cần thiết phải mong cầu như thế, mà chúng ta chỉ mong cầu cái nhân này, duyên này, cái nghiệp thiện này để nhân chấm dứt sinh tử khổ đau. Và kính bạch hòa thượng, đây chính là ý kiến của con qua cái câu thảo luận này. Như cô Di còn một chút từ kính thỉnh hòa thượng Nam Mô Phật. Sa thủ cái trình thư tập thầy quyền. Thưa Phật tử, như vậy là chúng ta đã đi qua tất cả các câu hỏi, câu thắc mắc quý vị gửi về. Thực ra thì còn có 4 câu khác nữa quý vị hỏi, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng những câu hỏi đó nó không có lợi nhiều để nêu ra trước đại chúng. Thật ra chúng tôi đã trả lời riêng cho các vị rồi. Thì mong rằng lâu lâu chúng ta có dịp để có những câu thảo luận này, mặc dù đến từ những thắc mắc cá nhân, nhưng mà cũng có lợi cho đại chúng cùng nghe. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Đề Ba. Ngày mai này, thưa quý vị, chúng ta sẽ có môn tương ứng bộ và vị giảng sư là Thượng tọa Pháp Đăng. Kính đại lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy nhé. Sa thú lành thai, con tu nữ như pháp cùng đại chúng thành ngài hòa thượng giác đẳng đã từ dù hợp chương trình hôm nay để chúng con được hiểu biết những câu hỏi trong đạo tràng để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Dạ, kính con tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Sa thú lành thai, con tu nữ như pháp xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dẫn dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe ghi nhận trì tâm tôn chỉ